Vâng, xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh Âm Thanh Thế Anh Audio. Ngày hôm nay thì em có về lô mic UHF, một trong những dòng mic sự kiện đời cao, có gia tốc, có tự ngắt, sóng khoảng tầm trên 100m. Đây là một trong những dòng mic sự kiện anh em lắp phòng hát, anh em nâng cấp mic hát gia đình, anh em mà sử dụng dòng này thì hết sức là tuyệt vời. Một trong những dòng mic cho ra chất âm dày, hát nhẹ và rất định giọng. Vì đây là kênh của em mới lập, với mục đích là chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm chất lượng mà giá cực kỳ rẻ đến với anh em. Anh em đang xem video hãy ủng hộ kênh bằng cách tặng cho em một nút like. Và nếu như anh em đang có nhu cầu mua cho mình một bộ mic, một con vang hay một con đẩy mà anh em chưa mua được ở đợt này thì đừng quên ấn nốt chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bên em. Trong thời gian tới thì em còn rất nhiều mic vang mà em muốn gửi đến anh em với mức giá rất là rẻ. Và bây giờ em muốn giới thiệu qua về dòng mic này, một trong những dòng mic đời cao của thương hiệu đến từ Nhật Bản, mic UHF. Giá của nó trên thị trường khoảng từ 5 đến 7 triệu một bộ như thế này. Nhưng ngày hôm nay em sẽ chào giá đến anh em với một mức giá là cực kỳ rẻ. Và bây giờ em muốn giới thiệu qua về dòng mic này, một dòng mic đời cao của Nhật Bản, thương hiệu UHF. Một dòng mic sự kiện đời cao mà giá trên thị trường từ 5 đến 7 triệu một bộ như thế này. Và bề mặt của nó được thiết kế một cách rất là đẹp. Màn hình LED hiển thị đầy đủ thông tin. Tần số sóng này, kênh này, bạch sóng, bạch tiếng. Và khi mà anh em bật tay mic lên thì màn hình sẽ xuất hiện một cục pin như thế này. Đây, cục pin này. Đấy, ngay lập tức mở mic lên thì ngay lập tức là sẽ xuất hiện pin. Cái mà hiển thị cục pin như thế này ấy, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các anh em nào mà làm sự kiện. Đấy, tay mic có gia tốc, có tự ngắt nhá. Anh em để xuống chừng vài giây là mic sẽ tự ngắt, cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm pin. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho anh em dò sóng của mic này. Ví dụ như anh em dò sóng của bên A thì sẽ nhấn vào chữ set. Ngay lập tức thì nó sẽ hiện cột sóng như thế này. Đấy, anh em chỉ cần để màn hình của mic vào cái chữ IR thì mic và đầu thu sẽ ngay lập tức là trao đổi tín hiệu và bắt sóng. Tương tự với bên B. Và nếu như trong quá trình sử dụng mà có vấn đề gì thì anh em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em. Và bây giờ thì em sẽ quay trực tiếp cho anh em xem nội thất của đầu thu dòng mic này. Đây là một trong những dòng mic sự kiện đời cao nên vì sóng cực kỳ to. Vì sóng của mic này được thiết kế rất là nhiều linh kiện, gồm IC này, tụ lọc tạp âm cho tiếng mic trong sáng và độ bay của tiếng mic rất là ok. Dòng mic này thì được sản xuất năm 2020, là lô mic xịn hàng tồn kho của công ty. Sản phẩm nguyên đai nguyên kiện, bao gồm đầy đủ dây dắt. Anh em mua về chỉ việc cắm và sử dụng nha. Bây giờ thì em sẽ thử tiếng mic, test tiếng mic cho các bác nghe. Alien 1 2 4 5 6 7. Alien. Đấy, và xin thưa với anh em là tiếng mic này là rất là lực nha. Mic bắt tiếng rất nhạy và hay. Mic này của cửa hàng em đang niêm yết với giá trên 2 triệu. Nhưng ngày hôm nay để cảm ơn anh em đã theo dõi kênh thì em sẽ xả sập sàn cho anh em bộ mic này với mức giá cực kỳ rẻ. Bỏ qua cái mức giá đang bán ở cửa hàng là trên 2 triệu đi, thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh em với giá cực kỳ rẻ, chỉ 1.850.000 đồng. 1.850.000 đồng cho bộ mic hãng UHF, có gia tốc, có tự ngắt.
anh em nhá. Sự thật là mic này trên giá niêm yết của công ty là rất là cao, từ 5 đến 7 triệu một bộ. Nhưng em nhập được lô mic này là hàng tồn kho với mức giá thanh lý của công ty là rất là rẻ, nên em xả cho anh em. Và hôm nay với mức giá là 1.850.000 đồng thì gần như là bên em không có lợi nhuận gì luôn, không có lợi nhuận nha. Với các cái dòng mic mà có gia tốc, có tự ngắt thì bao giờ giá của nó cũng trên 2 triệu đồng. Anh em nào chốt được mức mic QHF này với mức giá 1.850.000 đồng thì bên em sẽ bao ship bảo hành 1 năm. Số điện thoại 0982 580 959 anh em nha. Anh em mà nhận hàng thì được kiểm tra hàng, thử hàng đúng như sản phẩm này thì anh em mới nhận hàng. Anh em xem video nếu thấy mic hay, mic rẻ thì ủng hộ cho kênh một nút like. Và đừng quên ấn quả chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bên em. Bên em vẫn còn rất là nhiều mic, vang, cục đẩy và loa giá cực kỳ rẻ. Và cuối cùng thì xin kính chào, kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong cuộc sống. Em xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.